Từ ngàn xưa, có một chân lý đã được đúc kết. Hành trình vạn dặm cũng bắt đầu từ một bước chân. Có những bước chân lịch sử thay đổi cả thế giới. Có những bước chân anh hùng ra đi tìm chân lý. Có những bước chân vinh quang tạo lên kỳ tích hiển danh. Tại Đông Phương, đó là những bước chân nhiệt huyết của những con người mang khát vọng kiến tạo tương lai, dựng xây giá trị tốt đẹp, chinh phục những tầm cao mới. Tự động hóa Đông Phương Hà Nội, 10 năm một hành trình, bứt phá và phát triển. Hành trình bắt đầu từ ngày 19 tháng 5 năm 2012, tại vùng đất hoang sơ của xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, công ty trách nhiệm hữu hạn tự động hóa Đông Phương Hà Nội được thành lập với khát khao đem đến cho khách hàng những chiếc máy CNC do người Việt sản xuất, đạt chất lượng cao nhất. Những ngày đầu thành lập là quãng thời gian khó khăn nhất với công ty, nhưng nhờ sự quyết tâm và đồng lòng của những người sáng lập, thì chiếc máy CNC đầu tiên do người Việt sản xuất đã được ra đời. Năm 2013 đến 2014, với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, những sản phẩm của CNC Đông Phương đã bắt đầu được người tiêu dùng trong nước đón nhận, tạo tiền đề giúp Đông Phương mở rộng quy mô xưởng sản xuất lên 3.000m² và chuyên nghiệp hóa quy trình. Năm 2015, để nâng cao chất lượng dịch vụ cũng như phát triển thị trường khu vực miền Nam, Đông Phương Hà Nội đã quyết định mở thêm 2 chi nhánh tại Hồ Chí Minh và Đồng Nai. Năm 2017, Đông Phương Hà Nội chính thức thành lập nhà máy sản xuất quy mô lớn tại khu công nghiệp Phố Nối A. Đây là một dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của công ty. Tại đây, công ty tiếp tục mở rộng sản xuất kinh doanh, không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Nhờ đó đã trở thành đối tác hàng đầu của rất nhiều doanh nghiệp sản xuất đồ gỗ trong và ngoài nước. Năm 2019, trải qua 7 năm hình thành và phát triển, công ty trách nhiệm hữu hạn tự động hóa Đông Phương Hà Nội tự hào nhận được nhiều chứng nhận, giải thưởng danh giá như top 50 thương hiệu nổi tiếng đất Việt, top 100 sản phẩm chất lượng và dịch vụ tận tâm, cùng với nhiều phản hồi tích cực từ đông đảo khách hàng. Năm 2020 và 2021, công ty Đông Phương Hà Nội tập trung vào nghiên cứu phát triển những dòng sản phẩm mới và làm chủ công nghệ nhiều hệ thống điều khiển CNC hiện đại, đồng thời kết hợp tối ưu hóa lại khâu sản xuất và cải tiến quy trình bán hàng. Năm 2022 đánh dấu hành trình 10 năm bứt phá và phát triển của Đông Phương Hà Nội. Từ một cơ sở sản xuất nhỏ, hiện nay Đông Phương Hà Nội đã mở rộng quy mô với hệ thống nhà máy và kho bãi rộng khắp cả nước với gần 200 nhân sự, đã phục vụ được hơn 3.500 khách hàng, tương ứng trên 5.000 chiếc máy được bán ra. Lịch sử là những bài học quý giá, hiện tại là quá trình chinh phục mục tiêu, tương lai là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng tiến về phía trước, không ngừng tạo dựng giá trị, không ngừng khai phá mở lối thành công. Công ty trách nhiệm hữu hạn tự động hóa Đông Phương Hà Nội, tối ưu sản xuất, tối đa lợi nhuận.